chú ấy sáng gì chú? Chú ấy sáng gì chú? Cái này thì bọn cháu, cái này đèn bọn cháu có bảo hành điện tử hết chú nhá. Vâng. Cái bóng led này thì chú muốn thay thì thay thôi, chứ còn nếu mà thực sự cái bóng led của chú bây giờ mà bật thì nó như cái ánh sáng của cái bi trên này này, nó sáng nó sẽ át hết cái bóng led. Đi, đúng không? Vâng. Nếu mà trong trường hợp mà ví dụ như là chú lắp cái nó bị cháy một bên mà nó không báo lỗi thì chú có thể chú vẫn đi được thoải mái. Cháu chỉ sợ là ví dụ nó báo lỗi thôi. Chú chú cứ lên cái combo này đi thoải mái sáng rồi. Như bây giờ bật pha là cả cái led cũ của chú đều sáng cả đúng không? Dạ vâng ạ, khi lên pha đây là có pha này lên này, pha dưới này lên này, cả cái này là lên là cả 6 pha. Mỗi bên 3 pha. Đèn gầm này cũng pha. Ở đây ánh sáng thì mà chú lắp đặt xong ánh sáng này thì đi nó đảm bảo hơn, chứ còn xe này thì nó dùng đèn nguyên bản thì giờ nó không không ấy, chú xem được. Tép này cháy mất lắm bạn ạ. Quá sáng luôn. Bác để pha là có cái khác. Đi vào pha bác cho tốc bác đi bác pha con này mà lên cao tốc mà đi mà không có xe lên phà đi mỹ mãn sướng luôn.